Hôm trước chúng ta bắt đầu học đến cái khái niệm rất quan trọng là khái niệm là biến nhớ. Đấy. Biến nhớ là cái khái niệm mà chúng ta tạo ra một cái tên, nó lưu trữ một giá trị nào đó, có thể là số và có thể là ký tự, là số ký tự dùng để chúng ta làm cái việc chúng ta tính toán và chúng ta làm cái gì đó ở trong chương trình. Thì khái niệm biến nhớ là khái niệm rất quan trọng, hôm trước chúng ta biết rồi, tức là chúng ta vào cái chỗ cái nhóm là variable này và ta khởi tạo biến nhớ bằng cái lệnh là make variable, cái lệnh lệnh này này đó. Chúng ta bấm vào đây và chúng ta nhập cái tên cái biến nhớ nhá. Đó thì ví dụ tôi gặp nhập biến là n chẳng hạn, ở đây nó có hai lựa chọn, hoặc là đây là biến nhớ chung tổng thể, bên này là biến nhớ riêng cho từng 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 nhân vật một. Thì biến nhớ riêng chúng ta sẽ học sau, còn chúng ta sẽ học nói chung bây giờ là biến nhớ chung, biến nhớ gọi là biến nhớ chung cho tất cả. Thì biến nhớ này là tất cả các nhân vật đều nhìn thấy nó, đều có thể dùng nó. Đúng, ok đó. Chúng ta tạo ra một cái biến nhớ nó ghi ở đây này đó. Bạn thấy đây nó có biến nhớ ở đây không nào? Nếu chúng ta kích vào đây thì nó ẩn đi, bấm đây nó sẽ hiện ra cái biến nhớ ở đây. Thì tùy từng loại biến nhớ chúng ta có thể ẩn hoặc là hiện trên màn hình. Ví dụ như biến nhớ dùng để tính toán ấy, thì chúng ta có thể ẩn đi. Còn những biến nhớ ví dụ như là để đo thời gian chạy của chương trình, hay là để tính điểm số của nhân vật, tính điểm cho người chơi ấy, thì chúng ta hiện ra trên màn hình. Còn nói chung đa số biến nhớ là ta ẩn đi, đúng vào đây đi, ẩn đi. Rồi, đây những lệnh của nó đây, có những lệnh là lệnh hiện này, lệnh ẩn này, lệnh thiết lập gắn giá trị cho cái biến nhớ đó này, đó. Bây giờ thầy gắn cái bên đây là biến nhớ, bấm đây chọn n nhé, n này gắn cho n biến cái biến nhân là giá trị là 10 chẳng hạn, cái pin tích vào đây nháy vào đây thì lưu n có giá trị là 10, bấm đây chọn nhé, đấy, n thì là 10 này đó. Thế thì còn cái lệnh này là lệnh là thay đổi biến nhớ một cái giá trị nào đó, ví dụ thì bấm đây nhé là chuyên n by 1, cái chữ kết thúc vào đây thì n tăng là tăng lên thành là 11 hoặc là 12, kích lên lần nữa nhé, 13, thấy chưa? Đó. Thì chúng ta có bốn lệnh thôi, lệnh là gán này, đây lệnh gán này, lệnh là thay đổi này, lệnh hiển thị này và lệnh ẩn đi. Đó. Thế bây giờ có biến nhớ rồi thì nếu mà chúng ta muốn hiện ra giá trị biến nhớ trên trên máy tính thì làm thế nào? Chúng ta dùng cái lệnh save thôi, save. Và chúng ta đưa biến nhớ vào. Bấm biến nhớ, tôi kéo N này vào đây này. Kéo N vào đây. Đó, thì chúng ta sẽ cái nhánh đây nhé. Đây mèo nó gắn, mèo nói số 13 này. Bây giờ tôi muốn cho mèo nói là đây là số 13 làm như nào, thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ phải có cái lệnh đây. Trong operator có một cái lệnh là lệnh nối nối hai cái sau ký tự lại, nối hai lệnh 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 join để nối hai cái giá trị lại, hai cái biến nhớ hoặc là một sâu vào biến nhớ. Thì chúng ta bấm đây, chúng ta mà gọi là đây là số n là hai chấm đó, và chúng ta kéo cái n này vào đây, chúng ta đưa vào đây. Đây là cái một cái hàm số nhé, là nối hai cái sâu, có thể là sâu và số, tôi đưa vào đây. Mình nhấn vào đây nhé. Đấy, số n là 13. Đấy, như vậy đây là một vài cái thao tác cái lệnh cơ bản ở trong Scratch để chúng ta làm việc với biến nhớ và chúng ta thể hiện biến nhớ ra bên ngoài. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ làm xong bài tập sau đây nhé. Ta làm thêm một lệnh nữa rất quan trọng là lệnh chúng ta có thể là tương tác giữa người dùng chúng ta với nhân vật nhé. Đấy, với nhân vật. Thế bây giờ như này, bây giờ giả sử nhé, giả sử mèo là đây, mèo chúng ta làm mèo, có thể là người cũng được, chúng ta đổi thành người cho nó hay đi, chúng ta xóa mèo đi nhé và chúng ta đổi thành người đi, bấm đây ta chọn một người đi, như đây nhé. Như đây là cô giáo nhé, mèo ta xóa đi, mèo xóa này. Rồi thì đây là cô giáo này, chúng ta là học sinh này, cô giáo sẽ hỏi chúng ta và chúng ta sẽ trả lời cô giáo, được chưa? Đó, thế bây giờ thế này nhé,
Mình làm bài tập như này nhé, bây giờ cô giáo sẽ hỏi tương tác với chúng ta. Cô giáo sẽ hỏi là bạn tên là gì, chúng ta sẽ gõ từ bàn phím là gõ, như tôi là ví dụ gõ chữ Hà hoặc là chữ Bình, và giáo viên sẽ hỏi là xin chào em Hà, xin chào em Bình nhé. Như vậy chúng ta học quy lệnh là tương tác giữa người và máy tính thông qua ghi, thông qua biến nhớ. Rồi chúng ta làm tiếp này, bây giờ chúng ta làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta dùng cái lệnh tương tác đó là lệnh lệnh gì, chúng ta vào sensing và chúng ta gõ một lệnh sau đây, lệnh ask. Đây chính là lệnh mà người sử dụng, tức là nhân vật đấy khi chạy nó sẽ hỏi một câu hỏi ở đây và chờ, lệnh này là lệnh ask and wait, và chờ người dùng mà chúng ta là nhập từ bàn phím một cái số ký tự, mà sau đó thì cái biến nhớ đó, cái số ký tự đó đồng lưu ở đây, đồng lưu vào cái biến nhớ là answer bên dưới hệ thống. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ thứ hai, bấm vào đây, chúng ta bấm vào đây, chúng ta tạo một cái biến nhớ, bấm vào đây tạo cái biến nhớ là tên chẳng hạn, tên tên được chưa. Bên cái biến nhớ này là dùng để làm gì, để mà lưu cái tên tên của tôi. Bây giờ làm thử nhá, bây giờ làm chương trình này, chúng ta sẽ cho vào đây. Đầu tiên giáo viên sẽ hỏi là em tên là gì? Tôi bấm đây, tôi hỏi này, em tên là gì? Em tên là gì? Vậy là nhân vật hỏi nhé. Nhân vật hỏi hỏi ai? Nhân vật hỏi người sử dụng. Khi như nhân vật hỏi, chúng ta sẽ trả lời từ bàn phím, trả lời xong thì sao? Thì nó đáp số nó hiện nên nó lưu vào cái biến answer, và chúng ta sẽ gắn answer này vào cái biến tên. Chúng ta vào variable, chúng ta chọn cái lệnh là set. Ở đây, chúng ta bấm lên chọn tên. Chọn tên. Được chưa? Và chúng ta đưa cái answer này vào đây. Đó. Như vậy là gán cái answer này vào cái biến tên, đưa vào đây. Đó. Được chưa? Và bây giờ thì như vậy lệnh một này là lệnh là giáo viên sẽ hỏi này. Giáo viên chính là nhân vật đấy. Được chưa? Chúng ta trả lời. Sau đó câu trả lời của chúng ta sẽ được lưu vào cái biến nhớ tên thông qua cái biến hệ thống là answer. Và sau đó chúng ta vào lúc mà giáo viên sẽ là cái người mà gõ cái lệnh là xin chào bạn gì đó nhé. Thì như vậy xin chào bạn và cái tên ta nối hai lại với nhau, chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh operator này, chọn cái lệnh join, lệnh nối đây, lệnh join đây, rồi lệnh join nhé, lệnh nối đây, nối một nối ta vào variable để tìm cái lệnh liên quan đến biến nhớ tên. Giáo viên sẽ nói là xin chào bạn. Đấy, ta đưa cả cái join này vào đây, vào cái say này và đưa vào đây. Đó. Được chưa? Nhưng mà cái chương trình này có ba lệnh thôi. Nhắc lại, lệnh một là ask em tên là gì and wait. Giáo viên chính là cái nhân vật chính ấy, của chúng ta sẽ hỏi người dùng tương tác với máy tính, chúng ta sẽ trả lời thông qua cái biến answer và đưa vào cái biến nhớ là tên. Sau đó giáo viên sẽ nói một câu là xin chào bạn gì đó, phải dùng cái lệnh, dùng cái lệnh, cái hàm số join để nối hai cái show này nhé. Chạy thử nào, hôm nay chạy thử nhé. Đấy, em tên là gì? Ở dưới bạn thấy ở đây nó có một cái dòng hiện ra đây, là chúng ta có thể nhập vào đây. Đây là cái dòng này để nhập, cái dòng để nhập thông tin từ bàn phím vào đấy. Nhập xong thì bấm enter hoặc bấm vào đây nhé. Đấy, đã thấy viết là Hà. Enter đi, bấm vào đây, enter vào đây nhé. Đây lập tức là máy là báo hiệu là gì? Là xin chào bạn Hà. Được chưa? Đấy, nhưng mà chúng ta vừa mới học xong một cái thao tác rất là đơn giản để thao tác giữa người và máy và máy tính nhé. Rồi, đó là bài đầu tiên hôm nay chúng ta lưu lại nhé. Chúng ta lưu cái file này lại và trên máy tính của chúng ta nhé. Đây. Vì chúng ta hôm nay là cái bài, hôm nay là cái buổi học số số 5 đúng không nhỉ? Số 5. Bên 5 nhé. Đấy, đây là B1 của bài, đây là bài đầu tiên của hôm nay nhá. Rồi. Bây chúng ta sẽ làm bài số 2 đi. Bài số 2 nhá. Bài số 2 nhá, chưa là bài số 2. Bây giờ chúng ta bắt bài số 2 là như sau. Bạn nào ấy nhỉ, bạn nào mà âm nguyên để tôi mute ra nhé.
Như vậy hôm nay là bài học chúng ta sẽ học liên quan đến cái là tương tác giữa người và máy tính thông qua cái lệnh ask, thông qua cái biến nhớ hệ thống là answer, và các cái lệnh làm việc với các cái biến nhớ khác. Bây giờ thầy sẽ làm việc tiếp theo nhá. Chúng ta làm việc như sau nhé, bây giờ này nhé. Bây giờ là mà tập như sau này. Giáo viên sẽ hỏi người dùng là chúng ta nhập một số tự nhiên. Chúng ta nhập số tự nhiên vào máy tính và lập tức giáo viên sẽ tính cho chúng ta là tổng 1 đến n là bằng bao nhiêu và nó lắp số lên màn hình. Vậy là giáo viên là cái người mà bây giờ là bài ngược lại là hỏi giáo viên, tôi thay bằng người khác nhé, không phải giáo viên. Tôi bấm vào đây như một cái bài, như một cái bài tập khác mà không phải giáo viên mà là gì, mà là một em bé đi, em học sinh đi, tôi nhìn nó hay hơn nhé. Đây một em bé, đây em bé không đây, tìm em bé nhá. Đây em bé đấy, em bé đấy, em bé. Rồi con mèo ta xóa đi nhá, mèo xóa đi nào. Rồi như vậy em bé đây là cái gì, em bé đây là cái là cái người học sinh mà chúng ta sẽ hỏi. Em bé sẽ hỏi chúng ta là nhập số n, chúng ta nhập số n và em bé này phải tính từ 1 đến n và viết ra nó ra trên màn hình cái đáp số là tổng là bao nhiêu nhé. Rồi như vậy là một cái bài tập, vừa là bài tập cho em bé mà vừa là một cái bài kịch bản tương tác nhỏ nhỏ. Các bạn đã hiểu chưa? Rồi vậy chúng ta là người ra đề bài cho em bé nhé. Thì như vậy chúng ta cần gì? Chúng ta cần nhập hai biến nhớ, một là biến nhớ n, là biến nhớ là số tự nhiên chúng ta nhập vào từ bàn phím, và biến nhớ hai là biến nhớ ra là sc, là tính tổng số từ 1 đến n, và chính là và chính cái cậu bé này là phải lập trình để ta để mà tính ra số, tính ra giá trị sc đó nhé. Bây giờ thì làm tiếp tục nhé, tạo ra biến nhớ này. Biến thứ nhất là n là số chúng ta nhập vào từ bàn phím. Rồi không cần khuôn hiện đây. Biến nhớ thứ hai là biến nhớ có tên là sc, dùng để tính tổng các số từ 1 đến n, được chưa? Và chúng ta dùng biến thứ ba nữa là biến k, là cái biến trung gian dùng để trong quá trình chúng ta tính toán. Rồi chúng ta tạo ra ba biến nhớ là n, s và k. Nhắc lại, n là số tự nhiên cho nhập từ bàn phím, s là tổng 1 n mà cái cậu bé này phải tính toán, còn k là biến phụ hơn dùng để ta phụ cho quá trình tính toán nhé. Rồi các bạn cũng thấy làm bài này nhá. Đây chúng ta làm từ đầu là như này, vẫn là như này. Đầu tiên là em bé sẽ hỏi là xin bạn nhập vào một số n từ bàn phím, chúng ta dùng lệnh là chúng ta vào lệnh ask nhá. Chúng ta đi ra đây. Đấy. Hãy nhập một số tự nhiên. Được chưa? Đó. Chúng ta sẽ nhập vào và em bé này sẽ lưu kết quả đó bằng vào gì? Vào cái biến n. Chúng ta dùng lệnh set và chúng ta dùng gán n, gán cái vào sensing, gán cái giá trị là answer. Chúng ta nhắc lại này, khi lệnh ask là nhân vật chính sẽ hỏi người sử dụng, người dùng sẽ trả lời gõ từ bàn phím và giá trị đó nó đưa vào cái biến là biến tổng thể là answer màu xanh. Còn cái biến chúng ta dùng ấy là cái biến màu vàng là biến chúng ta tạo ra, còn cái biến nhớ màu xanh là biến nhớ của hệ thống. Chúng ta đưa vào đây, họ gán giá trị answer cho biến n, được chưa? Đưa vào đây. Rồi bây giờ chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ viết cái trình tiếp theo để tính cái giá trị s gì đó. Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Chúng ta làm như sau này. Đầu tiên chúng ta gán giá trị sc là bằng 0 trước đã, bằng 0. Được chưa? Sau đó chúng ta gán cái giá trị là, cái này các bạn cùng làm theo tôi nhé, là k là 0 trước. Như vậy giá gán hai giá trị cho chạy đấy. Và để tính toán chúng ta dùng một cái lệnh lặp n lần từ 1 đến n
và sau mỗi lần là ta tổng S ta tăng lên từ 1 tăng lên nha. Tính tổng từ 1 n mà S tăng lên là S bằng lĩnh tổng từ 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng n nha. K là cái bên trung gian, được chưa? Chúng ta vào lệnh control và chúng ta vào cái lệnh là repeat đó. Ta phải repeat là đúng n lần. Đây là n lần cho 10 lần nhá. Chúng ta vào variable và chúng ta kéo cái này. Thầy ơi. Sao? Tôi đổi sang cái đi con chạy. Cái gì cơ? Không hiểu hả con? Vâng, thầy đổi sang tiếng Việt đi ạ. Đổi sang tiếng Việt đấy à? Vâng. Con không hiểu à? Vâng ạ. Trời ơi. Con học tiếng Anh à? Ui giời. Học tiếng Việt thì cũng được, tiếng Việt là thầy muốn các bạn làm biết học tiếng Anh cơ. Tiếng Việt thì chán lắm. Thầy cứ đi. Tiếng Việt chán lắm. Thầy cứ tiếng Anh đi. Nhớ đó mà, thôi được, cứ để tiếng Anh nhá. Các bạn sẽ phải tự học theo thầy để các bạn đi học tiếng Anh. Vì có vài từ thôi mà. Thầy nhắc lệnh rồi mà. Cái lệnh này là lệnh lặp này, biết chưa? Cái lệnh set này là lệnh gán này. Đấy, chỉ có vài lệnh thôi mà. Cái lệnh này là lệnh hỏi đây. Hỏi lệnh mà tạo tương tác giữa người và máy đây. Đây là ba lệnh gán liền nhé. Khi người, đây là cái lệnh này là lệnh gì? Là em bé này sẽ hỏi người sử dụng của chúng ta đấy. Là nhập một số tự nhiên. Chúng ta nhập vào từ bàn phím một số, ví dụ nhập n bằng nhập một số là 5 hay là 10 hay 15 thì nó sẽ gắn giá trị. Ta dùng lệnh này là gắn giá trị từ người dùng nhập vào và biến n. Đấy. Đây là hai cái lệnh là để gắn giá trị ban đầu cho s về và k thôi, không không thôi. Đấy. Còn đây là lệnh lặp đúng n lần. Đó. Nhá. Thì mỗi lần lặp như vậy cho làm gì? Chúng ta sẽ tăng giá trị k lên một đơn vị này. Đó. Và chúng ta tiếp theo chúng ta tăng giá trị s. Đây, s. Tăng s lên bao nhiêu? Lên k đơn vị. Lên k lần. Lên k đơn vị. Đưa vào đây. Đấy, cái lệnh này là cái bài tập này là bài tập mà tính tổng một cái n số, một cái dãy số thôi mà, đúng không? Đó. Cái chỗ này là đâu, chỗ này là cái chỗ này là với các bạn nào mới tiểu học ấy là thấy hơi khó một chút, nhưng mà làm dần nó quen dần. Tôi nói cho các bạn rất là chậm để các bạn nghe đấy nhé, được chưa? Thì sau lệnh này, sau cái lọc n lần này thì sc chính gì? Sc chính là tổng từ 1, 2, 3 cho đến n đó. Và bây giờ chúng ta sẽ dùng cái lệnh say để cái người em bé đó sẽ nói kết quả ra ngoài, đáp số là bao nhiêu hay là tổng là, đúng không? Chúng ta dùng lệnh join để nối hai từ ấy lại. Đây, join đây. Đáp số là, hay là số cần, tổng cần tìm là, tổng cần tìm là, được chưa? Đó, chúng ta đưa vào đây và chúng ta vào cái chỗ này, chúng ta lôi cái S ra. S này, tôi lôi ra đây này. S là số cần tìm đây. Tôi đưa vào đây. Đấy. Được chưa? Được chị chạy thử nhá. Này, bấm vào đây này. Đấy, hãy nhập số cần tìm là số tí này. Bây giờ tôi nhập là 2 chẳng hạn. Enter. Đấy, máy chứ. Đấy, báo là tổng cần tìm là 3. Tổng cần tìm là 1 cộng 2. Rồi bài là tính tổng từ 1, 2, 3 cho đến n bất kỳ mà. Đấy, tổng thì là 3, bây làm chạy lại nhé. Bây tổng nhập số nhiên là 4 chẳng hạn. Được chưa? Tổng tìm là 10. 1 cộng 2, 3, 4 là 10. Các bạn thấy rõ chưa? Thế đây là một bài tập nhỏ nhỏ thôi. Là để mô tả cái tương tác giữa người và nhân vật. Các cháu có hiểu không? Các bạn có hiểu không? Hơi khó hiểu hả? Thì vàng phát như vậy là có vẻ hơi khó hiểu. Bài này là cái bài tập rất đơn giản thôi nhá. Chứ có gì là khó đâu nhá. Tức là bài này là chúng ta làm quen với cái khái niệm là làm là biến nhớ. Thấy không nào? Các cái biến nhớ ở đây. Và chúng ta một cái chúng ta làm quen dần thôi, một số cái lệnh rất đơn giản như lệnh gán này.
Còn đây là đây chỉ là một cái thuật toán để tính tổng từ 1 cho đến n, lặp n lần đây. Còn chúng ta học thêm đến lệnh join, nối hai số ký tự lại với nhau, nối hai giá trị lại với nhau, có thể là chữ hoặc là số, hoặc là hai số, hoặc là chữ và chữ nhé. Đó. Và đây là bài số 2. Bài số 2 là cái bài hôm nay là cái bài là nhập từ bàn phím một số n và tính, yêu cầu là tính tổng từ 1 đến n. Chúng ta lưu lại nhé, đi lại, đây là bài số 2 của hôm nay nhé. B2. Có khó không? Bài này khó hơn một chút đúng không nhỉ? Đó. Thế đây là những bài tập mà đầu tiên mà để mô tả cái tương tác giữa máy tính và người nhé. Bây giờ bài này, nhưng mà bây giờ thầy thay đổi lại như sau này. Bài này là chúng ta làm như sau, chúng ta làm thành một cái bài kiểm tra. Kiểm tra bài ngược lại là gì? Ngược lại là không phải là chúng ta là nhập số n và nhân vật là tính, mà ngược lại nhân vật là chính là người hỏi chúng ta và chúng ta phải viết đáp số. Và người mà cái người này đóng vai trò là thầy giáo sẽ hỏi chúng ta và chúng ta sẽ trả lời. Nếu chúng ta trả lời sai thì thầy giáo nói là sai. Ờ, chúng ta trả lời đúng thì thầy giáo nói là đúng, được chưa? Đấy, thì bây giờ thầy bài tập tiếp theo nhé. Bây giờ thầy là bây giờ lưu một cái mới đi, là mới để làm mới để cho các bạn thấy là nó phải thay đổi được. Bây giờ chúng ta lại tạo ra một nhân vật nữa, hay là cô giáo đi. Bây giờ đóng trò là cô giáo thực sự nhé. Được rồi, cô giáo xong sao? Cô giáo sẽ hỏi chúng ta một cái bài tập đơn giản, ví dụ như là 2 cộng 3 bằng mấy. Chúng ta sẽ trả lời gọi là 5, giáo viên nói là đúng. Còn chúng ta, cô giáo hỏi là 2 cộng 3 bằng mấy, chúng ta trả lời là 4, thì cô giáo nói là sai. Ví dụ như vậy nhé. Và đây là một bài tập ngược trở lại, là giáo viên hỏi người dùng, cô ra bài tập cho người dùng và người dùng sẽ nhập đáp số và giáo viên sẽ kiểm tra đúng hay là sai. Đây, như vậy, đây là một bài tập mô phỏng cái bài toán ở trên máy tính, được chưa? Rồi, thế như vậy như sau này, giáo viên chúng ta sẽ tạo ra hai biến nhớ là M và N. M, hai biến nhớ này để mô tả hai số mà giáo viên sẽ hỏi chúng ta, sẽ hỏi người dùng đấy. Hỏi giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên hai số này và giáo viên sẽ hỏi là tổng hai số M cộng N bằng mấy. Giáo viên hỏi là tổng hai số, tổng của 2 cộng 3 bằng mấy, tổng của 3 cộng 5 bằng mấy, được chưa? Và chúng ta trả lời là giáo viên sẽ kiểm tra là chúng ta là đúng hay là sai. Được rồi, đầu tiên giáo viên sẽ hỏi trước, giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên số M và N và hỏi trước là chúng ta làm bài nhé. Chúng ta vào event và chúng ta bây giờ bắt đầu từ lệnh này này. Rồi, thì đầu tiên là giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên hai số M và N. Vì thầy muốn là chúng ta là học sinh lớp 1 thì giáo viên hai số MN này phải nằm trong khoảng phạm vi từ 1 đến 10 nhá. Rồi, chúng ta vừa vào dùng lệnh, chúng ta vào operator và chọn cái lệnh là pick random, là cái lệnh sinh ngẫu nhiên các số từ A đến B, cụ thể đây từ 1 đến 10 nhá. Rồi, bây giờ chúng ta vào variable và chúng ta sẽ chọn lệnh set này nhá. Như vậy là giáo viên sẽ chọn là sinh này, lệnh set M đưa vào đây này. Đây, như vậy ta là đây là chọn một số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 và gán vào M. Đây chính là lệnh là sinh ngẫu nhiên giá trị M từ 1 đến 10. Được chưa? Chúng ta vào lệnh số 2. Lệnh số 2 là gì? Là N. Được chưa? Vì cái này chúng ta có thể các bạn bấm chuột phải mà có lệnh là duplicate, là cái lệnh mà tạo ra lệnh hệt như vậy. Đấy, hai lần đúng không? Đưa vào đây. Đối với lớp 1 thì là từ 1 đến 10 thôi, còn đối với lớp 2 có thể là khác, có thể là từ 1 đến 30 chẳng hạn. Tùy chúng ta chọn nhé. Là từ 3 từ 2 đến 30 tùy, nhưng ta thầy chọn là 1 đến 10 cho nó dễ nhé. Như vậy ở đây là hai lệnh gì? Đây là hai lệnh mà giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên hai số M và N tự nhiên. Sau đó giáo viên sẽ hỏi chúng ta. Sẽ hỏi là em hãy tính M cộng N là bằng. Giáo viên sẽ trả lời. Chúng ta vào lệnh sensing và gọi ra cái lệnh ask này, em hãy tính. Nhưng mà phải máy tính phải ghi rõ ràng là em hãy tính
là ví dụ là 3 cộng 5 tức là m cộng n nhé. Thì chúng ta sẽ phải dùng mẹo một chút, chúng ta dùng lệnh join để chúng ta nối lại. Chúng ta nối lại. Đây, em hãy tính. Đây này, em nhé. Hãy tính tổng. Tổng gì? Tổng là m. M. Nếu chúng ta viết vào đây là m thì sao nhỉ? M ở đây thì nó hết chỗ mất rồi. Nhưng mà không được, chúng ta sẽ phải dùng operator để chúng ta chọn, chúng ta vào lệnh join nữa. Các join này có thể lồng vào nhau. Đó. Lồng vào nhá. Join nữa này. Lồng vào này. Vậy em hãy tính tổng là m cộng n. Đấy, chúng ta đây là cái mẹo nhá, chúng ta gõ này. Đây là m này, m này. Chúng ta dấu cộng này. Được chưa? N. Đó. Em hãy tính tổng m cộng n. Mà chúng ta này, chúng ta nối ba cái join cho một cái lệnh, một cái lệnh join này. Hai join này, ba join. Lệnh join lại là lệnh nối hai cái sâu lại với nhau hoặc là một số và một sâu, nhưng mà chúng ta cần viết một cái bản viết câu dài hơn là em hãy tính tổng m cộng n. Nhưng mà chúng ta phải nối ba cái lại với nhau. Em hãy tính tổng là m cộng n. Chúng ta đưa đây vào đây. Ở đây là nhé, chỗ nào mà có cái dấu đây là chúng ta có thể nhập vào đây đều là số vào đây hoặc là chữ nhé. Join là một cái số ký tự đưa vào đây. Đó. Đưa vào đây. Đấy. Được chưa? Rồi. Thế thì ở đây là chúng ta sẽ phải trả lời cái cho cái này lệnh là ask and wait mà. Thì khi chúng ta trả lời thì chúng ta nhập các số nó sẽ vào cái biến là answer. Chúng ta kéo answer ra nhé. Answer. Đấy. Rồi. Bây giờ thì giáo viên sẽ kiểm tra. Kiểm tra xem là cái answer này có bằng tổng m của n không. Nếu bằng đúng tổng m của n là chúng ta làm đúng. Giáo viên sẽ nói là đúng. Còn ngược lại chúng ta nói là sai. Như vậy ở đây chúng ta sẽ phải dùng gì? Chúng ta sẽ phải dùng cái lệnh điều khiển if then và zip if and if then else. Hai khả năng. Đây. Nếu đúng thì, còn nếu không đúng thì. Đó, như vậy là nếu đúng thì, nếu mà đúng thì giáo viên nói là em giỏi quá, còn nếu sai nói là em làm sai rồi nhá. Đấy. Nếu đúng tức là nếu gì, nếu mà m cộng n bằng answer thì chúng ta là nhập đúng, làm bài đúng. Còn ngược lại else, ngược lại nếu không đúng thì giáo viên nói là sai rồi. Đây chúng ta dùng cái lệnh, ta dùng lương lệnh này nhé, lệnh say này. Đây nhân say là đúng rồi. Đúng rồi. Nhá. Còn ở đây là sai rồi. Đấy, sai rồi. Sai rồi. Đấy. Thế bây giờ chúng ta sẽ, đây là cái điều kiện thôi. Muốn có điều kiện thì chúng ta điều kiện bằng nhau của hai số thì chúng ta sẽ có operator có hẳn các cái biểu thức so sánh. Đây, so sánh là lớn hơn này, nhỏ hơn này và bằng nhau. Tôi kéo cái này ra, bằng nhau. Đó. Nếu m cộng n bằng answer bằng nhé, kéo cái này ra này. Còn đây là dấu phẩy là phép cộng ở đây. Tôi đọc cái vào đây này, cộng đây này. Đây là cộng này nhá. Đó, cộng này. Bây giờ chúng ta nối cái này vào, chúng ta nếu m này, kéo m này ra nhé. M này cộng với n này. Thấy chưa? Đấy. Nếu cái này đưa vào đây. Nếu m cộng n bằng answer. Đã kéo cái này vào đây. Đó. Vậy là nếu m cộng n bằng answer tức là chúng ta nhập đúng nhé, thì cô giáo nói là đúng rồi. Còn nếu không đúng mà cô giáo nói là sai rồi, thì đưa cái này vào đây. Đó. Được chưa? Như vậy bài tập này là nó có 5 lệnh, nó lại hai lệnh đầu tiên là hai lệnh là gán các giá trị ngẫu nhiên m và n trong khoảng từ 1 đến 10. Là giáo viên là người, là giáo viên là cái người mà gán ngẫu nhiên. Bước tiếp theo giáo viên sẽ hỏi là em hãy tính tổng m cộng n là bao nhiêu. Chúng ta sẽ nhập từ bàn phím một số, số đó đưa vào cái biến là tổng thể là answer. Giáo viên so sánh như này. Bây giờ so sánh nếu mà m cộng n bằng answer thì báo là đúng rồi, không báo sai rồi. Bài tập vừa hoàn thành một bài tập, làm thử nhá. Đấy. Máy tính tổng 3 cộng 2, chúng ta gọi số vào đây, mình gọi là 8 chẳng hạn nhé, enter. Tôi nói là sai rồi nhé. Bây giờ bấm vào đây nữa này, làm lại này.
5 có 4, 9. Đúng rồi. Bây giờ em mời các bạn có thể thu âm thêm âm thanh cho nó hay nữa nhé. Bây giờ thầy thu âm thanh cho thật hay này. Bây giờ thầy vào âm thanh và thầy thu âm thanh hai âm thanh. Một âm thanh là đúng rồi, âm thanh là sai rồi. Làm thử nhé. Đây. Ta vào sao và ta thu âm. Nhá, bắt đầu thu âm này. Đây, và đây thu âm này nhá. Ta thu âm hai âm thanh, một là đúng rồi và hai là sai rồi. Bấm vào đây đi. Rồi bắt đầu thu âm này. Bấm vào đây và nói nhá. Đúng rồi. Đó, như vậy được cái bản này nhá. Ta ghi lại này. Nghe lại này. Đúng rồi. Ghi lại nhá. Đó, ghi lại đây rồi. Mình ta ghi sửa lại cái này là đúng nhá. Đúng. Rồi bây giờ thu âm tiếp nhá. Bấm vào đây. Rồi, bắt đầu thu âm này. Sai rồi. Đấy. Nghe lại này. Sai rồi. Đúng rồi đây. Cái âm thanh thứ hai nhé. Vì chúng ta âm đây ta gõ cái chữ là sai. Rồi. Xong. Bây giờ chúng ta quay lại code đây. Bây giờ đây chúng ta sẽ dùng cái lệnh là sao. Start sao. Chúng ta bấm vào đây. Chúng ta chọn là đúng. Mà đúng rồi đấy nhé. Tôi ghi ta đưa vào đây. Trước sau cũng được. Vì cái này là trước nhé. Và chúng ta kéo cái này ra đây. Và chọn là sai. Ta đưa cái này vào đây. Đấy. Như vậy ta làm vừa hoàn thiện một cái bài tập mà hoàn chỉnh rất đơn giản cho một cái bài tập mà là mô phỏng một cái bài toán, tức là một phép toán, tức là một bài kiểm tra toán tổng cộng như vậy. Giáo viên sẽ sau hỏi học sinh nhé, xin trả lời. Giáo viên tự động sinh bài toán. Làm thử nhá. Bấm vào đây, bắt đầu làm thử này. Nó to lên này. Mai tính tổng 8 cộng 4 thì gõ được 12 nhé. Đúng rồi. Đấy, xong một bài nhé. Chạy thử này. 5, 4. Sai rồi. Đấy, có thấy không nào? Như vậy là chúng ta vừa mới hoàn thành một cái bài tập đơn giản thôi nhưng bắt đầu thấy phức tạp rồi đấy. Nhé. Hôm nay là tôi thấy phức tạp rồi. Cái bài tập này là cái bài tập mà tương đối là nó hơi phức tạp về về kịch bản, về các cái lệnh. Được chưa? Đấy. Thì nếu các bạn muốn học sâu hơn nữa để chúng ta có thể làm những cái bài tập để đi thi tin học trẻ chẳng hạn thì chúng ta sẽ phải làm tập như thế này. Đấy. Mà dùng đây là một cái bài rất là đơn giản nhá. Rồi thì chúng ta sẽ ghi lại đây là bài tập mà cái bài số 3 của bài buổi hôm nay nhé. Lớp mình các bạn có hiểu không? Có thấy khó hiểu không? Em đọc quá à? Không hiểu. Không hiểu à? Không hiểu ạ. Không hiểu hay có hiểu? Có ạ. Có hiểu. Có hiểu ạ. Hay lắm ạ. Thế không nào? Như vậy chúng ta bắt đầu làm những bài tập tương đối khó một chút, hơi khó một chút mà cũng đơn giản thôi, không có gì cả. Chúng ta chỉ cần làm nhiều thì nó sẽ nhớ thôi. Một vài cái thao tác cũng đơn giản thôi mà nhá. Đấy, như vậy bài này là bài mà như vậy là vừa có biến nhớ này, vừa có tương tác này thông qua lệnh ask này, rồi vừa có các phép tính này, phép tính cộng trừ này, lại vừa có cái lệnh if này, lệnh điều khiển dãy nhánh này, và vừa có âm thanh nữa. Như vậy một cái bài tập hoàn chỉnh như vậy thì chúng ta thấy là nó mặc dù nó ở rất rất đơn giản thôi. Như cái bài này là cái bài mà gì? Như cái bài này là cái bài mà bài vừa nhé. Bài này là bài là giáo viên chỉ cho một bài tập thôi. Thế bây giờ thầy muốn là chúng ta sửa thêm một chút là giáo viên sẽ hỏi liền lúc là 10 bài liền thì làm như nào? Đây là chỉ có một bài đấy nhé. Giáo viên hỏi một bài xong là xong. Bây giờ thầy muốn thay đổi lại một chút là giáo viên sẽ hỏi liên tục là 10 câu hỏi. Thì làm thế nào? Làm được không? Được. Chúng ta sẽ cho cả cái đoạn này là lặp là 10 lần thì xong thôi, thành lần là 10 câu thôi nhé. Rồi bây giờ thầy sửa lại nhé. Thầy là như này, mình thầy thêm vào này, bấm vào đây và dùng kéo có lệnh là repeat ra. Đúng 10 lần chưa? Này, thầy cho repeat này là bao bả cái này nhé, đưa vào đây này. Đấy, thầy đưa vào đây này.
Rồi từ từ nhé, để thầy muốn bao cả cái này thì làm thế nào? Để vào đây nhá. Cái này nó không tự động bao như nhỉ? Không bao cho mình nhỉ? Được rồi. Đấy, bao rồi nhá, nó bao cả cái này rồi. Như vậy là bây giờ là gì, là giáo viên đã lập cái này, lập là 10 lần đúng không nào? Như vậy là giáo viên đã ra liền lúc là 10 bài liền cơ. Được chưa? Là 10 bài nhé. Và làm liên tục trong 10 bài. Để làm thử cho các bạn xem thử nhé. Cơ sở thành 5 câu đi. Rồi 5 bài liền nhé. Đấy, bài 1 này gọi là 13 này. Đúng rồi. Bài 2 là gọi là 10 này. Đúng rồi. Bài 3 hiệu là 13 này. Sai rồi. Bài 4 là 15. Sai rồi. Bài 5. Sai rồi. Đấy. À, bây giờ chúng ta làm thêm lần nữa nhé. Là khi làm xong rồi thì giáo viên sẽ nói một câu là chúc mừng bạn đã làm xong. Đây, bây giờ giáo viên sẽ làm xong. Giáo viên sẽ trông lệnh này nữa. Cho lệnh cuối ở đây nhé. Đây. Lệnh này này. Cho ra ngoài cái lệnh ngoài cùng rồi này. Đấy, giáo viên là chúc mừng bạn. Chúc mừng em đã làm xong. Làm xong bài. Kiểm tra. Được chưa? Đấy. Và cái bài lệnh ngày cùng này là lệnh say này, sẽ nói trong 2 giây thì dừng lại. Đây là lệnh say này, là cái lệnh là sẽ nói ra hiện ra trên màn hình cái dòng chữ này, và trong 2 giây thì nó sẽ dừng lại và nó chuyển sang lệnh sau. Đó nhá. Chúng ta chú ý là cái lệnh hai lệnh này khác nhau này. Lệnh say này và lệnh say này là khác nhau nhé. Cái lệnh say này là viết dòng chữ này ra màn hình này. Sau đó là dừng lại, đợi 2 giây sau mới chuyển sang lệnh tiếp theo. Còn cái lệnh này là hiện ra chữ và lập tức chuyển sang lệnh tiếp theo ngay. Không, nó không dừng lại mà nó chuyển ngay sang lệnh tiếp theo. Hai lệnh này có nhau nhá. Đó. Làm lại thử này. Chạy thử này. Bài 1 này, gõ 12 này. Sai rồi. Bài 2. Đúng rồi. Bài 3. Sai rồi. Bài 4. Đúng rồi. Bài 5. Đúng rồi. Đây. Chúc mừng em đã làm xong bài kiểm tra. Thấy chưa nào? Như vậy là chúng ta thấy là bài đó chúng ta sửa đi một chút thôi là nó ra một cái bài khác rất là hay nhé. Bây giờ thì nói thêm này, bây giờ các bạn có thể bổ sung vào đây thêm một chữ nào nữa để mà tính điểm số được không? Khi mà làm xong, giáo viên sẽ tính điểm cho học sinh là bao nhiêu điểm. Như đây tất cả có 5 bài, mỗi bài là 2 điểm. Thì nên là đúng tất cả 5 bài được 10 điểm. Nhưng mà làm được 4 bài thì được 8 điểm. Thì có làm được không? Hoàn toàn được. Như sau nhé. Vì thế nó luôn kỹ thuật mà chúng ta sẽ bổ sung vào đây thêm một chức năng một chút thôi là chúng ta có thể tính điểm được cái bài tập của chúng ta. Và cái bài này chúng ta làm cái bài là giáo làm cái bài gọi là mô phỏng cái bài kiểm tra toán cộng nhé. Cộng trừ trong phạm vi 20 chẳng hạn. Thì làm như sau này, chúng ta sẽ phải có một cái biến nhớ để mô tả điểm số. Chúng ta tạo ở đây một cái verb mà chúng ta tạo một cái biến nhớ mới. Đúng không đây? Tạo một cái biến nhớ là điểm số đi. Điểm số này là gì? Dùng để lưu điểm số của học sinh. Đây tôi lưu điểm số này. Nhá. Được chưa? Và điểm số này sẽ là đếm này. Thì ban đầu khi chúng ta bắt đầu làm bài tập ấy thì điểm số nó bằng 0, ngắn nó bằng 0, đưa vào đây này. Đó, đưa vào đây nhá. Rồi, sau đó thì mỗi khi mà học sinh làm đúng ấy thì được tăng lên là 2 điểm. Chúng ta kéo vào đây, chúng ta dùng cái lệnh là chúng ta lệnh là change, thay đổi điểm số bài 2. Đây, lệnh này sẽ được đưa vào đây này. Đưa vào đây sau khi làm đúng một bài đúng rồi thì tăng điểm số lên 2 điểm. Được chưa? Còn làm sai thì không được tăng gì cả. Các bạn thấy chưa nào? Như vậy là cái bài này là cái bài mà khi làm xong rồi thì giáo viên sẽ thông báo là chúc mừng em được bao nhiêu điểm. Vì giáo viên sẽ nói say nhé. Và giáo viên sẽ nói là chúc mừng em. Đây, để lệnh say này mà. Chúc mừng em được bao nhiêu điểm. Chúng ta dùng lệnh join để nối nhá. Chúng ta lệnh join. Chúng ta nhỏ đi một tí để nhìn cho dễ nhé. Đây, chúng ta dùng cái lệnh join để nối này. Chúc mừng em. Em đạt. Lệnh join nữa đi. Em đạt là bao nhiêu điểm?
sẽ kéo vào lệnh tìm cái điểm số nhé. Đây này, điểm số đây này. Đây, em đạt là từ này điểm số, từ này điểm. Bấm vào đây. Điểm, chấm. Đưa đây vào đây. Đó. Và tôi đưa đây xuống dưới. Xuống dưới nhé. Đấy, dưới này. Vậy là chúc mừng em đã hoàn thành xong bài kiểm tra và sau 2 giây thì thông báo ngay là em đạt bao nhiêu điểm. Được chưa? Đó, như vậy xong một tập khác mạnh hơn nhiều nhé. Bây giờ ta chạy thử này. Nào, chạy thử nhé. Bài 1, à cái này nó hơi bị chắn không gian nên ta ấy lại một chút nhé. Là cái điểm số không cần, điểm số ta ẩn đi. Rồi, chạy lại này. Nha, chạy lại này. Bài 1 nhé. 15. Đúng rồi. Bài 2 như thế gọi là 10. Sai rồi. Bài 3. Đúng rồi. Bài 4. Đúng rồi. Bài 5. Đúng rồi. Đấy. Em đạt là 8 điểm. Vậy là em vừa rồi tôi thầy vừa làm xong là làm 5 bài, sai một bài, làm đúng 4 bài được 8 điểm. Thấy chưa? Nhưng mà chúng ta là vừa là nhưng mà chúng ta vừa mới làm xong một cái chương trình thứ hai tiếp theo. Mở rộng một chút sau chương trình trước là giáo viên sẽ ra một cái bài tập, một cái bài kiểm tra liền 5 bài liền làm phép cộng và chúng ta là người làm bài tập ở trên cái trên màn hình. Được chưa? Mình chúng ta ghi lại nhé, ghi lại bài này là bài số 4 của một ngày hôm nay nhá. B4. Các bạn đã hiểu chưa? Đó, thế thì chúng ta về nhà làm bài tập nhé. Bài tập mà chúng ta làm rất nhiều bài tập khác nhau này. Có thể như là bài tập là giáo viên ra các bài tập là sinh số ngẫu nhiên và chúng ta phải làm phép trừ chẳng hạn. Hoặc là giáo ra bài tập là chúng ta làm lẫn lộn giữa hoặc cộng hoặc trừ bất kỳ. Đó. Nhé. Thì như vậy là hôm nay chúng ta làm cái học cái bài tương đối là mới là tạo ra cái tương tác giữa người và máy này. Chúng ta tạo ra học các cái bài bắt đầu nói về các tương tác với các cái biến nhớ này, tạo biến nhớ này và các cái thao tác trực tiếp với biến nhớ đó và cái biến nhớ đó nhé, và mô tả bằng cái bài tập cụ thể ở đây. Được chưa thầy ơi? Thầy sao cái áo màu xanh là cái bên điểm số là chữ gì ạ? Làm sao? Hỏi gì nào? Con hỏi là bên cạnh chữ điểm số là chữ gì ạ? Ở đây à? Dạ. Chữ điểm đấy. Vâng. Nhớ. Rồi này, em đạt. Đây là cái biến nhớ. Biến nhớ có tên là điểm số thôi, còn phải là có chữ điểm ở đây chứ. Đây này, em đạt 8 điểm này. Được chưa nào? Cái điểm số ở đây nó không phải là cái số, không phải là cái sâu ký tự điểm số mà nó là cái biến nhớ. Biến nhớ điểm số này, biến nhớ M này, biến nhớ N này. Có hiểu chưa? Đấy. Được chưa? Đấy. Hôm nay học thế đấy nhá. Chúng ta nghỉ ở đây thôi. Vâng ạ. Em chào thầy ạ.